Ngày 9 tháng 5, Công an huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh đã lập hồ sơ tiến hành điều tra vụ kẻ gian cướp tài sản của một thanh niên 19 tuổi làm nghề sửa xe máy trên địa bàn. Đối tượng hết sức manh động khi đưa nạn nhân đến khu vực vắng vẻ, sau đó thực hiện hành vi giàn cảnh trộm cướp. Theo đó, nạn nhân là anh TVD, 19 tuổi, quê Sóc Trăng. Trước đó, hơn 18 giờ ngày 8 tháng 5, một người đàn ông chạy xe máy đến tiệm sửa xe nơi anh đây làm việc để thuê sửa xe. Sau khi thương lượng giá sửa xe với chủ tiệm, người đàn ông chạy xe máy chở anh D đi lấy xe. Trên đường đi, người này chở anh qua nhiều tuyến đường trong khu công nghiệp Tân Tạo, quận Bình Tân. Đến đoạn vắng, người này mượn điện thoại anh D để gọi cho người thân và lấy xe chạy đi, dặn nạn nhân đứng chờ. Đợi quá lâu không thấy người đàn ông quay lại, biết bị lừa, anh D đã đến nhà dân gần đó nhờ hỗ trợ. Không, ở đây tôi chứng kiến được 2 lần rồi, trên cung đường này. Thì cái tình huống là bị lừa gạt điện thoại như em này vậy đó. Tình huống những người đó dàn cảnh là đi chơi gạt anh em đến đây để sửa xe, lại giao nhận xe để sửa chữa rồi đưa mượn điện thoại gọi người quen là nó lên xe đi luôn. Cũng theo nạn nhân, chiếc điện thoại bị lấy mất, giá chỉ hơn 2 triệu đồng. Nhưng điều đáng nói là sau khi lấy được điện thoại, kẻ gian lại nhắn tin cho những người thân trong danh bạ với mục đích mượn tiền. Hiện vụ việc đang tiếp tục điều tra làm rõ.